tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Nam Cực Tinh Huy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác năm 1924 tại Sài Gòn. Người đọc và chú thích: Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 8. Ghét lời phải, Kiều Công giết Lưu Định, Sở Thế Nguy công hãn diện Hán Triều. Lúc Ngô Thứ Sử với Đỗ Cảnh Thạc dắt nhau đi xem chiến trận, thì Lưu Định cũng lần bước trở về Đại La. Làm tướng cầm binh xuất trận, đã bị giặc bắt, sự chết đã thấy trước mặt rồi, mà may người ta không giết, lại thả cho mình trở về. Thế thường ai cũng vui mừng, ai cũng bươn bả trở về nhà cho mau, đặng vợ chồng sum hiệp, tôi chúa đoàn viên, rồi có lo mưu khác mà rửa hờn rửa oán. Lưu Định được phóng xả cho ra khỏi vòng binh, mà trong bụng chẳng có chút vui mừng, lại trong trí càng thêm bối rối hơn trong lúc bị bắt đó nữa. Trời chiều dục tối, Đại La thấy gần trước mặt, nếu đi săn bước thì trời chưa tối đã vào tới thành rồi. Nhưng mà Lưu Định không chịu đi mau, cứ thơ thẩn dọc theo mé rừng. Hễ đi tới một vài chục bước thì đứng lại ngó mông một hồi, đi được xa xa thì ngồi giữa gốc cây mà suy nghĩ, coi bộ não nề tư lự, dường như người không trí không hồn. Nếu trong lúc ấy ai cắt cớ nơm theo rình mà coi, thì ắt thấy anh ta một lát thở dài một cái, rồi lắc đầu chắc lưỡi. Gần hết canh một, Lưu Định mới về tới thành Lại La. Thấy cửa thành đóng chặt, mà trên địch lầu lại nghe có người nói chuyện. Lưu Định vừa muốn kêu cửa, rồi lại suy nghĩ rằng mình còn vào thành nữa làm gì mà kêu cửa. Tháng trước mình nghe lời người ta khuyên dụ, nói rằng Kiều Công Tiện là người nhân từ lễ nghĩa, lại dũng lực trí tài, nên mình xuống mà đầu nó. Nay mình đã tỉnh ngộ, biết nó là đứa thất phu bất nghĩa, nay mình còn xu phụ với nó nữa hay sao? Vậy thôi, mình trở về núi mà mai danh ẩn tích, đặng cho danh tiết vẹn toàn. Chớ mình biết Ngô Quyền chân chánh mà mình đầu không được, còn Công Tiện gian tà mà cứ theo giúp hoài, thì ai gọi là nghĩa sĩ? Làm trai ở đời phải ghi tâm rằng, nếu phải nghĩa thì ăn muối cũng vui lòng, chứ còn trái nghĩa dẫu ăn vàng cũng đừng ham. Lưu Định nghĩ như vậy nên dai trở mặt mà đi. Đi được chừng ít chục bước lại nghĩ rằng, Công Tiện nghe nói mình bị bắt, bởi vậy nếu mình bỏ đi luôn không trở vào thành, chắc là nó tưởng mình bị giặc giết rồi. Mà đứng anh hùng hứa tụ phân minh bạch, khi mình xuống mà đầu nó rõ ràng trước mặt thiên hạ, nay nếu mình không xu phụ với nó nữa thì mình cũng nói rõ ràng cho nó biết, chứ mình đi luôn như vậy té ra mình trốn nó. Lưu Định bèn trở lại kêu cửa thành. Quân canh trên địch lầu trả lời rằng có lệnh dạy ban đêm không được mở cửa. Lưu Định xưng tên, chúng nó cũng không chịu mở, túng thế phải ngồi ngoài thành mà chờ đến sáng. Qua ngày sau, mặt trời mọc, quân mở cửa thành. Lưu Định vào gặp Kiều Thuận thì Kiều Thuận mừng rỡ vô cùng, hỏi thăm lăng xăng coi vì cớ nào đã bị bắt mà lại trở về được. Lưu Định không chịu trả lời, cứ nài xin dẫn vào ra mắt Công Tiện. Khi Lưu Định tới dinh, quân vào báo, Kiều Công Tiện lật đật chạy ra mừng rỡ và nói rằng, ta dũng tính sai tướng quân đi cướp trại mà không đề phòng, để cho tướng quân bị bắt, bởi vậy hai bữa rày ta ăn ngủ không được, tưởng là tướng quân đã bị hại rồi. Nay tướng quân được về đây thiệt may mắn lắm. Công Tiện tưởng Lưu Định cũng sẽ lấy lời vui vẻ mà đáp lễ, chẳng dè Lưu Định đứng ngó trân trân, rồi thủng thẳng mà nói rằng, tôi tuy sanh trưởng trong chốn non cao rừng rậm, nhưng mà từ nhỏ cho tới lớn tôi hằng giữ lòng thanh bạch, chẳng hề chịu làm những điều phi nghĩa bất nhân. Tôi mà bỏ chốn Mao Lư xuống đây, chẳng phải tôi ham tước ham quyền, hay là ham tiền ham bạc. Ấy là tôi nghĩ phận làm trai trong vũ trụ, dầu hay dầu dở cũng phải có công nhiều ít với non sông, nên tôi mới ra làm tôi ngài. Chẳng về ngày nay tôi mới rõ lại, ngài là một người đại bất nhân trong nước. Ngài ăn cơm của Viên Nghệ rồi ngài lại phản phúc giết người đi. Bởi vậy cho nên tôi trở lại đây nói cho ngài hay, rồi tôi mới trở về núi mà ở. Kiều Thuận đứng gần nghe nói mấy lời như vậy thì mặt đỏ phừng phừng, chân bước tới tay rút gươm muốn giết Lưu Định.
Công Tiện lấy tay khoác Kiều Thuận rồi ngó Lưu Định cười mà nói rằng: Té ra thằng Ngô Quyền nó dụ tướng quân đầu nó, rồi nó sai tướng quân về đây mà mắng ta nữa hả? Lưu Định cũng cười gằn mà đáp rằng: Ngài chí khí hẹp quá, nên ngài tưởng tôi cũng như bọn tiểu nhân kia, rày đây mai đó sớm đánh tối đầu. Ngài đừng có tưởng như vậy mà lầm. Không, tôi không phải như họ vậy đâu. Tôi mà trở lại đây là vì hồi tôi xuống đầu ngài thì minh bạch, bây giờ tôi trở về núi cũng muốn minh bạch, nên tôi vào tỏ lại cho ngài rồi sẽ đi. Ngô Quyền chẳng màng gì tôi mà khuyên dụ, mà tôi cũng chẳng có điều chi hờn riêng ngài nên kiếm chuyện nói xấu cho ngài. Công Tiện đáp rằng: Tướng quân ở hay là về, ấy là tự ý tướng quân, ta không nỡ ép. Nhưng tướng quân chê ta là người bất nhân hay vong ân bội nghĩa, ăn cơm của Viên Nghệ rồi phản tâm giết Viên Nghệ, nên ta phải kể rõ chuyện cho tướng quân nghe. Ngày trước Lưu Cung ở Nam Hán triều sai tướng là Lý Khắc Chánh đem binh qua đánh Giao Châu, bắt Khúc Thừa Mỹ về Phiên Ngung mà giết. Những nha trảo của họ Khúc ai cũng ta nha thiết sĩ, nhưng vì thế cô lực nhược nên không biết làm sao mà báo thù. Dương Viên Nghệ là đứa giang hùng, thấy dân tâm như vậy mới giả mặt trung quân ái quốc, mượn danh báo thù cho họ Khúc, giải cứu cho quê hương, rồi chiêu tập quân sĩ mà khởi nghĩa. Ta cùng những anh hùng hào kiệt ai cũng lầm, nên theo phò tá Viên Nghệ mà đánh đuổi bọn Lý Khắc Chánh được. Nào về Viên Nghệ khôi phục giang sang được rồi, lại giành lấy ngôi Tiết Đạt Sứ mà ăn hưởng phú quý vinh hoa, không chịu tìm kiếm dòng họ Khúc mà tôn lên ngôi báo. Tướng quân nghĩ lại mà coi, ta giết Dương Viên Nghệ đó là phải nghĩa hay trái nghĩa? Ngài nói như vậy mà ngài giết Viên Nghệ, rồi ngài đoạt quyền Tiết Đạt Sứ, chứ ngài cũng không tìm họ Khúc mà tôn. Thế thì dầu Viên Nghệ bất nghĩa, nghĩ lại ngài cũng chẳng có nghĩa. Ta trừ Viên Nghệ chưa được 2 tháng mà trong nước lại sanh rối loạn, làm sao ta kiếm con cháu họ Khúc cho được? Tôi biết rồi, ngài nói Viên Nghệ giả danh trung nghĩa, nay ngài cũng giả danh trung nghĩa chứ khác gì. Cái trung nghĩa của kẻ quê mùa như tôi không hiệp với cái trung nghĩa của ngài. Vậy xin ngài vui lòng để cho tôi về chốn rừng núi cho an thân, đặng ngài có thông thả kiếm tìm họ Khúc, đem về mà nhường ngôi nhường chức. Lưu Định nói dứt lời rồi liền xá Công Tiện mà lui ra. Công Tiện đứng ngó theo mà có sắc giận. Kiều Thuận bước lại thưa rằng: Lưu Định vô lễ, nói nhiều lời hổng ẩu mà lại khinh khi nhân quân. Em sợ nếu không giết người mà răn chúng thì dân tâm ắt sẽ thiên biến. Công Tiện gật đầu. Kiều Thuận liền rút gươm chạy theo. Gặp Lưu Định vừa đã tới cổng thành mới kêu đứng lại rồi nhảy tới chém nhầu, không thèm nói chi hết. Lưu Định không có khí giới trong tay, mà Kiều Thuận lại chém thình lình quá, đỡ gạt không kịp nên bị Kiều Thuận giết chết, rồi cắt đầu sách trở về dinh. Công Tiện dạy Kiều Thuận đem đầu của Lưu Định bêu trước cửa thành, rồi truyền hịch cho dân chúng, nói dối rằng Lưu Định làm tướng bất trung, bị giặc bắt rồi theo đầu giặc, nên phải giết mà làm gương cho quân sĩ. Người đời sau nghe chuyện Lưu Định là nghĩa sĩ mà bị giết thì đau lòng, nên có làm thi điếu như vậy. Anh hùng coi chết cũng như chơi, chỉ sợ nhớ danh hổ với đời. Tháo củi nhờ quyền, yêu nghĩa khí, đứt đầu bởi tiện, ghét ngay lời. Xá chi tước lộc mà đéo đuổi, có vậy non sông mới rạng ngời. Cái phận nam nhi là ấy thế, treo gương thiên cổ để soi người. Công Tiện giết Lưu Định vừa xong thì quân báo có Ngô Quyền sai sứ đem thơ đến trước thành xin vào ra mắt. Công Tiện hội văn võ bá quan lại rồi truyền lệnh cho sứ vào. Sứ đưa một bức thơ, Công Tiện mở ra xem thì trong thơ nói đại khái như vậy: Trong nước sơn xuyên là chí hữu, người đời trung nghĩa ấy tánh lành. Nước giàu khuynh nguy, sông núi cũng vững bền, người giàu điên đảo, nghĩa trung đừng sao lãng. Kiều Công Tiện nhờ Dương Tiên Công thi ân bố đức mới được quyền cao lộc cả, tử ấm thê vinh. Lẽ thì đêm ngày phải tận tâm kiệt lực mà chống vững giang sang, khuôn phò Dương thị, đặng đền bồi ơn nặng, báo đáp nghĩa dày mới phải. Chứ sao lại nở trái lòng trở mặt, âm mưu thiết kế sát hại người ân mà cướp ngôi, làm cho trái đạo lương thường trong nước. Từ xưa đến nay, hễ người bất trung thì đất trời đều ghét,
Kẻ bất nghĩa thì dân chúng đều hờn. Mi đã bất nghĩa mà lại bất trung, thế thì tội mi đáng phân thay muôn đoạn. Nay ta vì lòng bá tánh nên dẫn binh các quận huyện đến đây mà dấn tội mi. Vậy mi khá bó tay rồi mở cửa thành ra mà chịu tội cho mau, đặng khỏi chiến đấu làm cho sanh linh tàn hại. Nếu mi chẳng biết ăn năn tội ác, chẳng chịu thúc thủ thọ hình, thì ta sẽ đốc binh khiển tướng đạp nát thành trì. Rồi chừng ấy mi đã không khỏi bị phân thay, mà những người thân thuộc và những người su phụ với mi lại còn phải đứt đầu hết nữa. Ít lời cho mi rõ, hẹn ngày mai đến giờ thìn mi phải nạp mình không được trễ hơn nữa. Ngô Quyền ký thơ. Kiều Công Tiện đọc thơ rồi thì ngó chư tướng và cười và nói rằng: Ngô Quyền thiệt là quỷ quái, đã giả nhân nghĩa mà gạt người, rồi lại còn muốn dùng quay thế mà hăm dọa ta nữa. Vậy ta phải dùng nhân nghĩa, rồi cũng phải dùng quay thế mà đối với nó mới được. Công Tiện nói dứt lời, liền giải đem viết mực ra viết một bức thơ, rồi sai con là Kiều Công Hãn đem qua Phiên Ngung mà xin Lưu Công cử binh tiếp ứng. Công Hãn dâng lệnh lãnh thơ sửa soạn đi. Công Tiện đương căn dặn phải đi cho mau, và hãy đến nơi thì phải nài xin binh tiếp cho được. Thình lình vợ là Liễu Phu Nhân ở hậu đường dở màn bước ra hỏi rằng: Tướng công sai con đi đâu đó? Quốc gia hữu sự, ta đương lo tính việc cả, phu nhân biết gì mà hỏi. Thưa tướng công, phận thiếp là đàn bà, tuy thiếp không được bàn tới quốc sự, nhưng mà thiếp thường nghe nói chưởng qua đắc qua, chưởng đậu đắc đậu. Tướng công làm tôi của Dương Viên Nghệ, tướng công giết Viên Nghệ mà cướp ngôi. Nay Ngô Quyền cử đại binh đến báo thù, thiếp tưởng theo lẽ trời, dầu tướng công lo mưu tính kế cho mấy đi nữa cũng không khỏi bị hại được. Tướng công làm điều bất trung, tội ác đã nhiều rồi, nay tướng công lại tính viện binh ngoại quốc vào mà tiếp sức, thì tội tướng công lại còn lớn hơn nữa. Bởi vì dẫn cọp vào nhà không phải dễ. Ví như tướng công thắng Ngô Quyền được thì tướng công lại mắc tay Lưu Cung, còn như tướng công thua thì tướng công chết đã đành rồi, mà còn để tiếng xấu lại đời sau nữa. Vậy thiếp xin tướng công xét lại. Theo ý thiếp, chẳng có kế chi hay hơn là cầu hòa hợp với Ngô Quyền, rồi cắt đất chia hai, đặng một người chiếm một nơi mà cai trị. Làm như vậy hoặc mai tướng công mới an thân. Kiều Công Tiện nạt lớn lên rằng: Đàn bà biết gì mà nghị luận, việc của ta thì ta tính, phu nhân không được xen vào. Liễu Phu Nhân nghe lật đật lui vào hậu dinh, không dám cãi lẽ nữa. Công Tiện dạy Công Hãn tức tốc đem thơ qua Phiên Ngung, rồi công nghị viết chư tướng mà viết thơ trả lời cho Ngô Quyền như vậy: Ta vẫn biết làm người phải lấy nghĩa trung làm trọng, người bất trung bất nghĩa thì phải giết tận răng dân chúng đời sau. Dương Viên Nghệ làm tướng họ Khúc mà không tận lực khuôn phò, khi Khúc Thừa Mỹ bị Lý Khắc Chánh đánh bắt, Viên Nghệ không dám liều chết với Thừa Mỹ, rồi sau lại giả dối mượn danh báo thù cho họ Khúc mà chiêu binh mộ tướng đặng khôi phục ngôi báo. Té ra dẹp loạn yên rồi, nó không chịu tìm con cháu họ Khúc mà tôn để chiếm ngôi tiết đạt sứ mà an hưởng một mình. Bá tánh ai thấy vậy cũng đều ngậm quán nuốt hờn. Bởi vậy cho nên ta phải vì lòng bá tánh mà giết đứa bất nghĩa bất trung, đặng giành ngôi trời lại cho con cháu họ Khúc. Dân trong nước phải tuân theo phép nước, mi làm thứ sử Ái Châu mà không lo gìn giữ biên cương, lại muốn toan khuấy rối trong nước nên chiêu tập côn đồ kéo đến đây thác loạn. Lẽ thì ta phải giết mi đặng răng muôn chúng, nhưng nghĩ gì, mi mới sơ phạm lần đầu, nếu ta hẹp lượng làm tội mi thì ta mang tiếng bất nhân. Vậy ta kỳ cho mi đến ngày mai đúng giờ thìn, mi phải dạy quân sĩ phân tán ở đâu về đó, không được trì quẩn. Nếu mi cãi lệnh này thì ta chẳng dung mi, mà những kẻ theo mi tạo phản cũng đứt đầu hết nữa. Kiều Công Tiện ký thơ. Công Tiện niêm thơ lại rồi giao cho sứ của Ngô Quyền cầm về. Sứ khỏi cửa, Công Tiện mới hỏi chư tướng coi định kế làm sao mà chống cự với giặc. Bọn văn thần thì bàn phải bế thành môn cố thủ, chờ chừng nào có binh của Lưu Cung ứng tiếp rồi sẽ xuất binh. Còn bọn võ tướng thì lại nài xin phải bố trận giao phương, quyết tận lực trổ tài mà thủ thắng. Công Tiện còn đương dụ dự, bỗng nghe Kiều Thuận thưa rằng: Hôm nọ chúng ta đánh thử với binh tướng của Ngô Quyền một trận thì sức chúng nó coi cũng không mạnh gì. Tối lại chúng ta đem binh cướp trại, tuy bị thua, song thua đó là vì thình lình chúng ta không đề phòng, chứ không phải chúng nó tài cao chi đó. Này nếu chúng nó kéo binh đến trước thành khiêu chiến mà ta điềm nhiên không ra cử địch, thì ắt chúng nó cười ta nhút nhát. Vậy xin nhân huynh quyết định xuất binh,
Chúng nó đường xa mới đến, quân sĩ đều mệt mỏi. Chúng ta dùng binh khỏe mà đánh với binh mệt thì có lẽ nào mà không thắng. Nói cùng mà nghe, nếu chúng ta yếu thế, có thua nó đi nữa thì chừng ấy chúng ta sẽ bế thành cố thủ, nghĩ cũng chẳng muộn gì. Công Tiện thấy Kiều Thuận giao chiến với mấy tướng của Ngô Quyền hôm nọ thì biết là mãnh tướng, nay nghe nói khẳng khái như vậy nữa thì trong bụng mừng thầm. Xong anh ta nghĩ cố thủ mà chờ viện binh là kế hay hơn hết, bởi vậy căn dặn chư tướng thủ thành cho cẩn thận, phải đợi chừng nào có lệnh mới được khai thành giao chiến. Chư tướng dâng lệnh rồi từ nhau ai về dinh nấy mà lo phòng bị. Chương 9. Ngô Thứ Sử phân binh vây Đại La, đổ danh thần dụng nghĩa dẫn lương thảo. Mặt trời vừa xế bóng, Ngô Quyền với chư tướng đương hội nghị tại đại trại, bỗng đâu sứ đem thơ về tới. Vào quỳ trước án mà dâng bức thơ của Công Tiện, Ngô Quyền vội vã mở ra rồi đọc lớn cho chư tướng nghe. Đọc một câu giận một hồi, chừng đọc hết rồi mới nói lớn lên rằng: tội ác như vậy mà còn kiếm cớ chửi mình, tại mi muốn gây quả lớn, vậy sao mi đừng quán trách ta nghe. Ngô Quyền liền truyền lệnh cho chư tướng ai về trại nấy mà lo chỉnh bị cung thương, dặn dò quân sĩ đầu canh năm phải thức dậy nấu cơm ăn cho xong, rồi trời bình minh hãy nghe lệnh thì tấn binh vây thành công phá. Chư tướng lãnh mạng lui ra. Ngô Quyền kêu Đỗ Cảnh Thạc với Phạm Bạch Thổ trở lại, rồi dắt vào trướng mà nói rằng: binh của chúng ta kể gần 2 vạn, còn tướng thì hơn 10 viên. Ta tưởng dầu Kiều Công Tiện có chiêu mộ tướng sĩ thế nào cũng không đông hơn binh tướng ta được. Tuy vậy mà tôi thường nghe xưa nay chiến thắng là nhờ trí lực của tướng chứ không phải là nhờ binh đông. Tôi xem chư tướng như Lữ Đường thì có tánh hốt tóc chứ không có mưu trí chi hết, còn các tướng khác thì lục lục thường tài, chẳng phải là tay võng lược. Duy có nhị vị tướng quân trí mưu gồm đủ, thao lược toàn tài. Bởi vậy nếu báo thù được cho Nhạc Phụ tôi thì nhờ sức nhị vị tướng quân. Vậy tôi xin nhị vị tướng quân tận tâm tận lực mà giúp tôi. Nếu tôi được thành công thì chẳng những là tôi ghi tạc công ơn của nhị vị tướng quân mà thôi, mà Nhạc Phụ tôi ở dưới Cửu Tuyền cũng chịu ơn của nhị vị tướng quân nhiều nữa. Cảnh Thạc với Bạch Thổ nghe nói như vậy thì nhìn nhau chúm chím cười. Rồi Cảnh Thạc đáp rằng: thế khi Thượng quan nghi hai anh em tôi hay sao mà Thượng quan nói như vậy? Đã biết Dương Tiên Công là Nhạc Phụ của Thượng quan, nhưng mà Ngài là ân nhân của dân chúng và Ngài là chúa của anh em chúng tôi. Nếu Thượng quan quyết lo báo thù cho lệnh Nhạc Phụ thì anh em tôi cũng quyết lo báo thù cho chúa, chớ sao Thượng quan lại sợ anh em tôi không hết lòng. Bạch Thổ lại tiếp rằng: thưa Thượng quan, tôi có lòng muốn báo thù cho Dương Tiên Công mà thôi, chứ tôi có tài lực bao nhiêu mà Thượng quan phân như vậy thì tôi lấy làm ái ngại quá. Tuy hồi trước tôi không được gần gũi Thượng quan, song tôi thường có nghe Thượng quan là một người giống lực khiêm toàn. Bởi vậy sự đánh báo thù đây nếu thắng được là nhờ sức Thượng quan, chứ anh em tôi tài trí bao nhiêu mà dám kể công. Ngô Quyền nghe hai tướng nói như vậy liền đứng dậy mà đáp rằng: chẳng phải tôi nghi bụng nhị vị tướng quân, mà cũng không phải tôi lấy lời khiêm nhượng mà quá khen nhị vị tướng quân. Thiệt nhị vị tướng quân là rường cột của nước nhà, nếu nhị vị tướng quân tận lực tận tâm thì chẳng lo chi mà không thành sự. Vậy xin nhị vị tướng quân ráng giúp tôi, hễ thù nhà tôi trả đặng rồi thì ơn nghĩa của nhị vị tướng quân dẫu ngàn năm tôi cũng không quên đặng. Hai tướng thấy bộ Ngô Quyền thiệt tình chứ không có bụng nghi ngại thì cảm động, nên khi trở về trại nằm ngủ không được, cứ trằn trọc lo mưu tính kế coi phải làm thế nào mà tru diệt Kiều Công Tiện cho mau. Đêm ấy Ngô Quyền cũng thức mà tính hoài. Trời đã hừng sáng, quân lính cơm nước xong gần hết, Ngô Quyền mới cởi ngựa kim, đầu vấn khăn trắng, mình mặc giáp trắng, tay cầm thương, lưng đai kiếm, ra đứng trước trại, rồi cho đòi chư tướng tề tụ mà thỉnh lệnh. Nguyễn Thủ Thiệp thì lãnh 2000 binh ở lại canh giữ dinh trại. Nguyễn Siêu có bệnh nên ở trong trại với Thủ Thiệp. Trần Lãm thì dẫn bổn bộ thủy quân ngăn các nẻo sông. Lữ Đường dẫn 2000 binh đánh cửa nam. Ngô Nhật Khánh với Cao Đằng Vân dẫn 2000 binh đánh cửa bắc. Lý Khuê với Triệu Tấn dẫn 2000 binh đánh cửa đông. Đỗ Cảnh Thạc dẫn 2000 binh đánh cửa tây. Còn lại 7000 binh thì Ngô Thứ Sử với Bạch Thổ thống lãnh đi vòng các cửa mà ứng tiếp.
Phát lệnh vừa xong thì chư tướng phân binh, trống giống vang trời, quân la dậy đất, rần rần kéo thẳng đến thành Đại La. Kiều Công Tiện viết thơ giao cho sứ rồi thì độ trước thế nào Ngô Quyền cũng dẫn binh đến công thành. Bởi vậy đêm ấy kêu tướng lệnh Kiều Thuận với Phan Quế Chi mà dặn rằng: Tô Cầu với Nguyễn Duy Lan vì ta mà tử trận, Lưu Định không nghĩ binh ta phản tâm bội nghĩa nên đã giết rồi. Còn Công Hãn thì ta đã sai đi chuyện binh. Bây giờ đại tướng trong thành chỉ còn có hai người mà thôi. Vậy hai người phải ráng mà giữ gìn phòng bị. Nếu hai người bảo thủ thành trì được mà chờ cho binh Nam Hán tới thì chẳng lo chi mà không giết được bọn Ngô Quyền. Kiều Thuận thưa rằng: Xin nhân huynh đừng lo mà nhọc sức, có hai anh em tôi đây không hại chi đâu mà sợ. Binh Ngô Quyền kéo tới rồi phân các cửa thành y như lời dạy. Kiều Thuận tánh tình nóng nảy, đứng trên dịch lầu thấy giặc kéo tới thì hầm hầm muốn ra đánh. Công Tiện rầy la ngăn cấm nghiêm nhặt lắm, Kiều Thuận mới không dám đòi ra đánh nữa. Dạ, thành Đại La là một thành rộng lớn mà lại chắc chắn. Bốn mặt thành cộng chung bề dài gần 2000 trượng, và mỗi mặt bề cao kể đến 2 trượng rưỡi. Phía ngoài thành có đào hào sâu bao vòng chung quanh, rồi phía ngoài nữa lại có đắp một bờ đê bề mặt 2 trượng, bề cao 1 trượng rưỡi. Nước sông Tô Lịch chảy vào chứa đầy mấy hào luôn luôn. Ngô Quyền biết địa thế hiểm trở, bởi vậy tuy phân binh vây thành, song trong bụng đã tính rằng nếu muốn hạ thành Đại La thì phải dùng trước, chứ ra sức công phá thì không bao giờ nhập thành được. Binh vây giáp chồng rồi, Ngô Quyền mới truyền lệnh mỗi đạo đều đóng trại trên bờ mặt đê. Đêm ngày phải cẩn canh, giữ nghiêm nhặt, đừng cho ai ở trong thành lọt ra ngoài, mà cũng đừng cho ai ngoài lộn vào thành. Đại binh thì đóng trại tại hướng nam, phía ngoài bờ đê nữa. Chiều bữa ấy, Ngô Quyền với Bạch Hổ cưỡi ngựa đi vòng theo bờ đê mà kiểm soát các trại. Tới mỗi đạo đều dặn chủ tướng phải coi canh gác cẩn thận, hễ thấy trong thành động binh thì phải báo cho đại đội hay. Tối lại, Ngô Quyền với Bạch Hổ ngồi đàm luận binh cơ. Ngô Quyền mới hỏi Bạch Hổ rằng: Tướng quân thấy rõ địa thế rồi, vậy chứ theo ý tướng quân bây giờ phải thế nào mới hạ thành? Thượng quan dụng binh như thần, dẫu cho Hạng Tín hay là Khổng Minh tái sanh cũng không hơn được. Tôi đâu dám làm tài khôn mà bày mưu hiến kế. Tướng quân tặng tôi thái quá như vậy tôi lấy làm hổ lắm. Tôi làm việc cầu may, nếu thành việc là nhờ sức mấy anh em, chứ tôi có tài chi mà dám sánh với Khổng Minh, Hạng Tín. Lời thượng quan nói đó là lời khiêm nhượng, mà nếu thượng quan không khiêm nhượng thì té ra thượng quan khinh thị tôi quá. Thượng quan nghĩ lại mà coi, Cao Biện xây thành Đại La này là có ý muốn cho an nam, dẫu muôn năm về sau cũng không thể nào phá nổi. Bởi vậy cho nên làm rộng lớn mà lại chắc chắn, trong tường cao ngoài hào sâu, binh đến đây đều đứng ngoài mà ngó, chứ làm sao mà công phá được. Nay Công Tiện ở trong thành, nghe nói nó có hơn 1 vạn binh, nó đã có thế hiểm mà lại có sức mạnh nữa, thế thì chúng ta làm gì mà hại nó được. Nếu chúng ta áp vào công thành, dầu 10 vạn binh đi nữa thì cũng phải chết, chẳng luận là 1 vài vạn. Thượng quan cầm binh thấy chỗ lợi hại nên kéo binh đến dây thành mà không cho công phá. Biết thành lớn, dân cư đông, dầu cho lương thực tích tụ bao nhiêu đi nữa, ăn 2-3 tháng cũng phải hết. Nên thượng quan định dây chặt mà chờ dân trong thành đói chết sanh biến rồi sẽ công phá. Cái kế của thượng quan như vậy há không phải là kế hay nhất hay sao? Chứ bây giờ ỷ binh đông tướng mạnh đốc vào đánh bướng thì tôi sợ binh tướng chết hết mà thành cũng chưa chắc lấy được. Tướng quân biết rõ ý tôi như vậy thì tôi mừng quá. Xong tôi nói thiệt cho tướng quân hiểu, tôi thương binh tướng lắm. Thấy sự công thành hiểm trở, tôi sợ hao binh tổn tướng nên định dây đỡ rồi sao sẽ liệu lượng. Chứ tôi không có ý tính sai như tướng quân nói đó. Nay nhờ tướng quân lượng việc lợi hại rõ ràng, thiệt tôi cảm ơn chẳng xiết. Vậy tôi xin nghe lời tướng quân cứ dây thành cho chặt, mà chờ dân trong thành hết lương chết đói rồi sẽ công phá. Xong tôi còn lo một điều này, ví như binh trong thành lúc gần hết lương, chúng nó nghĩ đói cũng chết, thà ra đánh hoặc mai thắng được còn hơn là ở trong mà chịu chết đói. Rồi chúng nó liều chết nỗ lực xông ra đánh binh ta, thì ta có kê chi mà trừ được cái nghị lực liều chết ấy cho được. Thượng quan đừng lo, tôi sợ là sợ hồi chúng ta mới vừa kéo binh xông tới, tướng trong thành dẫn binh ra chiếm vòng theo bờ đê rồi núp mà ngăn cự. Chúng nó ra vào thông thả, cứ dẫn lương mà cầm cự hoài, chớ chúng nó ám muội bỏ bờ đê mà rút vào thành, để cho binh ta dây chặt được rồi thì chúng nó ở trong tay,
Có chi mà sợ nữa. Ví như chúng nó hết lương, liều mạng ra đánh giải dây, thì chúng nó phải ra mấy cửa chứ lội ngang qua hào sao được. Mà hễ ra cửa thì có binh ta đón đó. Nếu ta khó vào thì chúng nó ra cũng không dễ gì. Chúng nó thoát mà chạy khỏi một đôi tớp thì có lẽ được, chứ thắng binh ta sao cho được. Tướng quân nghị luận hay quá, vậy mà tướng quân cứ khiêm nhượng hoài. Sáng bữa sau, Ngô Thứ Sử truyền lệnh cho chư tướng cứ lo vây thành mà thôi, chứ không được công phá, rồi lại rút bớt Cao Đằng Vân đem qua Tây Môn, thế cho Đỗ Cảnh Thạc, để cho một mình Ngô Dực Khánh vây Bắc Môn mà thôi. Đỗ Cảnh Thạc thì Ngô Thứ Sử kêu về đại trại mà hỏi rằng: hồi hôm này tôi với Phạm tướng quân thương nghị với nhau về kế hạ thành, thì hai anh em tôi đều hiệp ý với nhau mà nhất định phải vây thành cho nghiêm nhặt. Đợi chừng nào trong thành hết lương, nhân dân sanh biến, quân sĩ khối tâm, rồi chúng ta sẽ liệu kế mà công phá. Chơi thành chắc lắm, nếu bây giờ chúng ta nóng nảy đốc quân hãm nhậu thì sợ chết hết binh tướng mà lấy thành cũng chưa được. Hai anh em tôi tính như vậy, tướng quân nghĩ coi có được hay không, hay là tướng quân có mưu chi cao hơn nữa? Cảnh Thạc ngồi suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: tin như vậy thì phải rồi, có kế nào hay hơn nữa? Song tôi nghĩ nếu mình chờ cho nó hết lương thì phải dây đến 2-3 tháng. Dĩ như lúc ấy binh tàu kéo qua tiếp nó thì mình bị hai mối giặc, tôi e khó liệu lắm chăng. Tôi cũng có nghĩ đến việc ấy, song tôi có tiếp được thơ của Dương Kiết Lợi trấn Lục Châu, người khuyên tôi hãy ráng mà trừ công tiện, sự ngăn đón binh tàu thì để cho người tự liệu. Bởi vậy cho nên tôi vững bụng khỏi lo phía đó. Nếu được như vậy thì tốt lắm. Ngặt có một điều này là mình muốn dây lâu ngày cho nó hết lương thì mình cũng phải có lương cho nhiều, đủ cho binh lính ăn luôn luôn mới được. Tôi tính cắt một vị tướng để đi vận lương, mà tôi coi trong hàng chư tướng duy chỉ có một mình tướng quân ở Giao Châu nhiều năm, các quận huyện đều nghe danh biết mặt. Bởi vậy nếu tướng quân vui lòng lãnh đi vận lương thì chắc là thành sự. Nếu thượng quan khứng giao việc ấy cho tôi làm thì tôi sẽ hết lòng lo lắng, dầu chết tôi cũng cam tâm, đâu dám chối từ. Ngô Thứ Sử thấy Cảnh Thạc chịu lãnh đi vận lương thì mừng rỡ lắm, bèn cấp cho Cảnh Thạc ít trăm lính và dạy Trần Lãm giao cho 10 chiếc thuyền đặng cho Cảnh Thạc đi. Ngô Thứ Sử thấy Nguyễn Siêu vết thương đã lành rồi và sinh ra cầm binh đặng kiếm dịp mà tẩy hận, lại thấy dây thành đã yên, để trại tại Truông Ông Hổ không ít gì, nên dạy Nguyễn Thủ Thiệp bạc trại kéo binh tới mà nhập với đại đội, rồi dạy Thủ Thiệp tiếp với Nhật Khánh mà dây Bắc Môn, còn Nguyễn Siêu thì hiệp với Đằng Vân dây Tây Môn. Cảnh Thạc lãnh binh đi vận lương, đi đến đâu cũng lấy nhân nghĩa mà khuyến dụ, bởi vậy các châu huyện đều sẵn lòng cống hiến. Mấy nhà giàu có nghe nói Ngô Thứ Sử khởi binh báo thù cho Dương Viên Nghệ đã dây thành Đại La rồi, chẳng sớm thì muộn sẽ bắt được Kiều Công Tiện mà trị tội, thì thải đều vui mừng nên đua nhau nạp lương. Nhờ có dân tình giúp đỡ sốt sắng như vậy nên Cảnh Thạc có lương tiếp tục trở về luôn luôn, quân lính ăn không hết. Ngô Thứ Sử tuy hạ thành chưa được, song thấy dân tâm như vậy thì phỉ tình đắc ý vô cùng, bởi vậy càng quyết tâm dây hoài mà chờ cho trong thành hết lương chứ không tính công phá. Chương 10. Kiều Thuận xuất binh quyết phá vây, Ngô Huyền khiển tướng công ba cửa. Kiều Công Tiện ở trong thành thấy Ngô Huyền đem binh vây thành đã gần trót tháng mà không công phá thì lấy làm kỳ, không hiểu Ngô Huyền tính kế thế nào nên có bụng mừng, bởi vì nghĩ thầm rằng nếu Ngô Huyền trì quẩn, hễ binh tàu qua tới thì trong đánh ra, ngoài đánh vô ắt sẽ bắt Ngô Huyền được. Tuy mừng thì mừng, song cũng không dám quên phòng bị, bởi vậy cho nên dạy quân sĩ sắm cung tên cho nhiều, đặng hễ binh Ngô Huyền công thành thì bắn giải ra, đừng cho leo lên mặt thành được. Mà bởi binh ở trong thành kể hơn một vạn, còn dân cư lại đông hơn nữa, nên tuy lúa gạo tích trữ nhiều, song bị vây đến 2 tháng thì lúa gạo ăn hết quá phân nửa rồi. Kiều Thuận sợ nếu binh tàu không ứng tiếp và nếu bị vây hoài như vậy thì chừng 1.5 tháng nữa lương thực tiêu hết, nên mới xin Công Tiện để cho mình khai thành ra đánh phá vây đặng đi vận lương thêm. Công Tiện dụ dự không muốn cho đánh. Kiều Thuận nói rằng: Ngô Huyền bị ta một trận đã kinh tâm rồi, nên không dám phá thành. Nó vây ta đây đó là vì nó sợ, nếu kéo binh về thì xấu hổ, nên làm bộ vây cầm chừng mà thôi.
Nếu ta ra đánh, chắc nó sẽ thừa dịp ấy rút binh về Ái Châu cho khỏi mắc cỡ. Đã vậy mà lương thực trong thành hao đã quá phần nữa rồi. Nếu ta cố thủ hoài trong ít ngày nữa, hết lương, quân sĩ chết hết, mới lấy ai mà cố thủ thành? Xin nhân huynh phải suy nghĩ lại. Công Tiện nghe nói hữu ý nên mới bằng lòng cho Kiều Thuận ra đánh. Tối bữa đó, Kiều Thuận với Phan Quế Chi kiểm điểm quân sĩ, chọn 5.000 binh hùng tráng, dặn Khuya thức dậy nấu cơm ăn cho sớm, đặng khai thành giao chiến. Trời vừa mới sáng, Kiều Thuận gom binh qua phía đông môn, rồi dạy mở cái thành kéo binh xông ra. Kiều Thuận đi tiền đạo, còn Quế Chi đi hậu tập. Lý Khuê với Triệu Tấn lãnh dây đông môn, thấy dây đã 2 tháng rồi mà ngoài không đánh vô, trong không đánh ra, nên có ý giải đãi, không cẩn thận cho lắm. Bởi vậy khi Kiều Thuận khai thành xông ra thì hai tướng còn đưa ngủ. Quân canh gác thấy trong thành động binh, lật đật vào trướng kêu Lý Khuê với Triệu Tấn thức dậy. Hai tướng nghe báo thất kinh, không kịp bận áo, lật đật sách thương đai kiếm, chạy ra trước đốc binh chống cự. Khi hai tướng ra khỏi cửa trại thì binh của Kiều Thuận đã kéo tới. Hai bên đánh nhau, lớp thì đâm chém trên bờ mặt đê, lớp thì lăn xuống hào, lớp thì tràn ra ruộng, gặp đâu đánh đó. Triệu Tấn thấy Kiều Thuận hùng hào, đốc quân la hét ôm sờm, mới lướt tới mà đánh với Kiều Thuận. Giả Kiều Thuận võ nghệ cao cường, sức anh ta 10, Triệu Tấn không được 5. Bởi vậy đánh nhau không được lâu thì Triệu Tấn đã bị Kiều Thuận đâm chết. Lý Khuê đường đốc chiến bỗng nghe quân báo Triệu Tấn đã bị hại rồi thì nóng lòng nên hét lên một tiếng, rồi lướt tới kiếm Kiều Thuận mà đánh. Hai tướng đánh nhau được vài chục hiệp, Lý Khuê liệu sức cự không lại nên rút mà chạy. Kiều Thuận thừa thắng mới đốc quân rượt theo. Ngô Nhật Khánh với Nguyễn Thủ Thiệp đóng binh bên Bắc Môn, nghe bên Đông Môn tiếng trống vang rần, tiếng người inh ỏi, biết phía ấy có giặc, mới bàn tính với nhau rồi nhất diện sai quân chạy ra đại binh mạch báo tin. Còn nhất diện chia binh để một mớ cho Thủ Thiệp dắt qua Đông Môn mà tiếp chiến. Thủ Thiệp vừa tới Đông Môn gặp Kiều Thuận đương rượt Lý Khuê mà đánh, còn trong thành thì Phan Quế Chi đương kéo binh xông ra mà trợ chiến. Thủ Thiệp đón Quế Chi lại mà đánh, không cho ứng tiếp. Hai tướng mắt đánh vùi với nhau. Thủ Thiệp đi tiếp Lý Khuê không được, mà Quế Chi đi tiếp Kiều Thuận cũng không được. Ngô Thứ Sử ở đại trại nghe báo binh giặc đã khai thành ra phía đánh Đông Môn thì lật đật điểm binh kéo tới đó mà tiếp chiến. Phạm Bạch Thổ can rằng: "Tôi biết rồi, trong thành gần hết lương nên chúng nó mới đánh ra. Đây là chúng nó muốn thử sức với mình. Bởi vì mình dây thành đã 2 tháng mà không đánh, chúng nó không hiểu ý gì nên mới ra đánh thử, coi có phải là tại mình yếu sức hay không. Nếu thiệt quả mình yếu thì chúng nó sẽ thừa thế mà phá dây đặng dẫn lương. Còn nếu mình mạnh thì chúng nó rút vào thành mà cố thủ nữa. Vậy chẳng cần thượng quan phải nhọc sức, xin để tôi dẫn 3.000 binh đến Đông Môn mà cự địch. Thượng quan cứ ở đại trại mà an nghỉ." Ngô Thứ Sử nghe lời, bèn cấp cho Bạch Thổ 3.000 binh đặng đi tiếp cứu. Bạch Thổ vừa đi khỏi trại thì Đỗ Cảnh Thạc dẫn lương đã về tới. Ngô Thứ Sử thuật sơ việc động binh cho Cảnh Thạc nghe, rồi cấp cho Cảnh Thạc 3.000 binh và dạy đi vòng qua 3 cửa, coi hễ có giặc thì ứng tiếp. Cảnh Thạc dẫn binh đi rồi. Ngô Thứ Sử ở trong trại ngồi đứng không yên, nên mặc chiến bào, mang cung đai kiếm, rồi ra trước cửa trại đi qua đi lại mà chờ tin. Bạch Thổ kéo binh vào gần tới Đông Môn, gặp Kiều Thuận hãy còn đương rượt Lý Khuê mà đánh. Kiều Thuận thì đâm đánh hùng hào, coi còn sức khỏe lắm. Còn Lý Khuê ở trần mồ hôi ra như tắm, coi bộ đã mệt đuối rồi. Bạch Thổ sợ Lý Khuê bị hại nên quất ngựa xong riết tới, rồi hét lên một tiếng nhắm ngay mặt Kiều Thuận rồi đâm. Kiều Thuận đỡ thương vẹt qua một bên, rồi bỏ Lý Khuê dây lại đánh với Bạch Thổ. Hai tướng giao chiến, mũi thương qua lưỡi đau lại, coi như sao chớp chim bay. Kẻ đâm người đỡ, kẻ tới người lui, dường như hùm lăng phụng lộn. Bạch Thổ nhỏ dốc da trắng môi son, tráo trở rất gọn gàng. Còn Kiều Thuận dốc lớn, lông ngực râu rìa, bộ hùng hào dữ tợn. Hai tướng càng đánh càng bội sức, không ai chịu thua ai. Quân sĩ hai bên đương hỗn chiến, thấy vậy ai cũng đều khen ngợi nên ngừng tay ngó. Ngô Thứ Sử thủ đại trại lấy làm nóng nảy trong lòng, nên sai quân đi dò, đặng về báo tin luôn luôn. Đến trưa quân về báo rằng Bạch Thổ với Kiều Thuận còn đánh nhau hoài, chưa chắc ai ăn ai thua. Thủ Thiệp cũng còn đánh với Quế Chi, mà binh trong thành cứ ra phía đông nam mà tiếp chiến thêm hoài. Còn Cảnh Thạc thì dắt binh đi vòng mấy cửa kia mà đốc chư tướng dây chặt. Ngô Thứ Sử nghe báo như vậy đứng suy nghĩ một hồi, rồi truyền lệnh cho Cảnh Thạc phải đem binh trợ chiến với Thủ Thiệp. Còn Lữ Đường, Nhật Khánh, Đằng Dân, Nguyễn Siêu phải đốc binh công kích mấy cửa khác.
Thủ thiệp đương đánh với Quế Chi, bỗng đâu Cảnh Thạc kéo binh tới rồi ào vô mà tiếp chiến. Thủ thiệp gian ra mà nghỉ, để cho Cảnh Thạc giao phương với Quế Chi. Quế Chi giao tiến từ sớm mơ cho đến trưa đã mỏi mệt rồi, lại gặp Cảnh Thạc còn khỏe, sức đánh rất dữ dội thì chịu không muốn nổi nữa. Tuy vậy Quế Chi cũng nỗ lực đánh hoài mà không chịu chạy. Lúc ấy nghe mấy mặt thành khác trống giống vang, quân la dậy đất, rồi lại nghe trong cửa đông chiên đóng thu quân. Quế Chi không hiểu binh có nguy biến ở chỗ nào, tưởng là Gô binh thừa dịp mình khai thành ra đánh phía đông môn, chúng nó liền dốc quân công phá mấy cửa khác. Trong thành không còn đủ binh mà chống cự nên mới giống chiên thu quân, bởi vậy lật đật thâu quân rồi nhắm cửa thành mà chạy vào. Cảnh Thạc thấy Quế Chi chạy thình lình thì chưng hửng nên không rượt, may có thủ thiệp lẹ tay rút cung tên ra bắn theo mấy mũi mà không trúng mũi nào hết. Kiều Thuận đương đánh với Bạch Thổ bỗng nghe trong cửa giống chiên thu quân, rồi lại thấy hậu đội của Quế Chi cũng đã đổ vào thành. Liệu mình thắng Bạch Thổ không dễ gì, mà nếu mình trì quẩn thì cô thế chẳng khỏi bị vây. Bởi vậy cũng dạy giống chiên rồi dắt quân nhắm đông môn mà chạy vào. Bạch Thổ với Lý Khuê thừa thế dốc quân đuổi theo. Cảnh Thạc với thủ thiệp còn đương dụ dự không biết phải rượt theo Quế Chi rồi công phá đông môn luôn hay là phải trở ra ngoài mà trợ chiến với Bạch Thổ. Bỗng đâu Kiều Thuận dẫn quân chạy tới, hai tướng mới phân binh mà cản lộ. Kiều Thuận hăm hổ như thường, chẳng có sắc sợ chút nào. Thấy hai tướng cản lộ thì hơi đau sốc tới mà đánh. Hai tướng cản không nổi nên phải gian ra mà tránh, rồi mới đốc quân cản quân Kiều Thuận. Kiều Thuận thấy vậy nổi giận, liền quay ngựa trở lại mà rượt hai tướng. May lúc ấy Bạch Thổ đã rượt vừa tới, gặp Kiều Thuận đương hung hăng mới sốc vào mà đánh. Rồi Cảnh Thạc với thủ thiệp cũng trở lại mà tiếp chiến nữa. Kiều Thuận đánh với Bạch Thổ vài hiệp rồi rút mà chạy vào thành. Bạch Thổ dẫn các tướng rượt theo, quyết thừa thắng mà nhập thành luôn. Chẳng dè Kiều Thuận vô khỏi cửa rồi thì cửa thành đóng chặt, quân trên thành bắn tên xuống như mưa. Bạch Thổ với chư tướng lại gần không được mà phá cửa, túng thế phải rút binh ra đóng trên bờ đê như cũ. Lữ Đường, Nhật Khánh, Đằng Dân và Nguyễn Siêu vâng lệnh Ngô Thứ Sử nên giống trống đốc binh áp vào công phá phía Tây, Nam và Bắc Môn. Xong hễ lại gần thì địch trên lầu bắn tên xuống nà quá, không thể nào công phá được. Còn tính trèo lũy thì bị hào sâu, nước đầy, quân qua cũng không được, nên làm náo động một hồi rồi cũng phải thâu quân ra đóng trên bờ đê mà vây. Bạch Thổ với Cảnh Thạc coi cho chư tướng đâu đó đều vây thành như cũ rồi mới dắt nhau về đại trại. Ngô Thứ Sử ra trước cửa trại tiếp trước hai tướng mà nói rằng: Phạm tướng quân thiệt là đệ nhất anh hùng, nếu không có tướng quân thì có ai mà đánh thối Kiều Thuận cho nổi. Còn Đỗ tướng quân cũng thiệt là lẻ làng, nếu tướng quân trì quẩn sợ e thủ thiệp thất bại, mà nếu thủ thiệp thất bại thì Quế Chi tiếp Kiều Thuận rồi các đạo binh của mình cũng khó vững. Bạch Thổ thư rằng: Tôi tính thừa thắng mà hãm thành luôn, ngặt binh đánh cả ngày mệt mỏi nên ào vô cửa không kịp, lại trên thành tên bắn lung quá, túng thế phải lui. Cảnh Thạc lại tiếp mà nói rằng: Thượng quan liệu kế hay quá, nếu binh ta dây mấy cửa mà không dấy lên công phá một lượt thì ở đông môn cũng chắc thắng chúng nó được. Binh ta khó có cái thế mạnh ấy, bởi vì trong thành chúng cứ xua binh ra trở chiến hoài. Mà tôi còn tiếc một điều là trong ba cửa kia, nếu phá được một cửa thì chắc là hạ thành được, bởi vì chúng nó áp qua đông môn hết, hễ binh ta lén vào coi thì còn ai mà chống cự. Ngô Thứ Sử cười mà nói rằng: Ban đầu tôi tính dạy công phá hẳn hồi, coi cửa nào yếu thì công riết mà hãm thành. Chừng tôi thấy mấy cửa chúng nó đều phòng bị chắc chắn, không thể nào công nổi, tôi mới làm nghi binh cho chúng nó rút bớt binh vào mà giữ, đặng phía đông môn mõn binh các tướng thắng cho dễ. Ngô Thứ Sử dạy Bạch Thổ với Cảnh Thạc vào trại mà nghỉ, rồi cưỡi ngựa đi vòng các trại, đến đâu cũng đều an ủi tướng sĩ. Ngô Thứ Sử nghe nói Triệu Tấn tử trận thì thương tiếc vô cùng, dạy quân tìm tử thi rồi mai táng rất tử tế. Còn Kiều Thuận với Quế Chi thâu quân nhập thành rồi, liền đốc sức tướng sĩ trương cung nỏ mà bắn, đặng cho binh nghịch không phá được. Chừng ngoài thành binh giặc đã rút ra bờ đê mà đồn trú, Kiều Thuận mới ra mắt công tiện mà hỏi rằng: Binh ta còn hăm hở mà giao chiến, chưa có mọi thất bại, vì cớ nào nhân huynh lại giống chiên thâu quân? Công tiện đáp rằng: Em không rõ, số là trong lúc em với Quế Chi đương cầm binh mà phá vây ngoài đông môn thì ba cửa kia thình lình binh nghịch giống trống gian rừng rồi xông vào công phá. Ta lật đật phân binh ngăn cự, xong một mình ta làm sao mà đốc sức luôn ba cửa cho được. Bởi vậy ta sợ thất nên ta mới dạy đóng chiên thâu quân, đặng hai tướng trở vào hiệp lực với ta mà gìn giữ. Kiều Thuận nghe nói thì cười mà đáp rằng: Nhân huynh nhát quá,
Trước khi xuất binh tôi đã có sắp đặt rồi. Tôi dặn quân sĩ giữ Tây Nam và Bắc Môn cho chặt. Thành Đại La này ai làm sao mà phá nổi? Ở trong một người giữ, ở ngoài dầu 10 người cũng không phá được. Có chi đến hại mà sợ? Chớ chi nhờ quân ở trong lo gìn giữ mấy cửa thì tôi với Quế Chi ắt sẽ thắng được. Mà hãy thắng được một đạo rồi thì tôi với Quế Chi sẽ phân binh mà phá mấy đạo khác. Trong một trận thì thấy chúng dở tan, tôi giải trùng dây được rồi. Công Tiện mắt liếc Kiều Thuận, miệng chím chím cười mà nói rằng: Thôi cậu đừng nói giỏi, phải thắng được thì từ tảng sáng cho tới chừng đó đã thắng rồi. Thiệt Ngô Quyền nó có một thằng tướng nào đó không biết, còn nhỏ mà giỏi quá. Nếu không có thằng đó, có ai mà cử với tôi cho nổi. Tôi quyết sẽ đối địch với thằng đó một lần nữa. Thôi phải nghe lời ta mà chờ binh tàu ứng tiếp mới xong. Ta nhất định cấm nhặt không cho xuất binh giao chiến nữa. Chương 11. Lưu Cung cố ý đoạt Giao Châu, kiết lợi ỷ bài thất lục quận. Đây nói về Lưu Cung từ ngày lên nói nghiệp cho anh là Nam Bình Dương Lưu An, kim chức tiết đặc sứ Quảng Châu và Tịnh Hải, thì không chịu thần phục nhà Hậu Lương, tự xưng là Nam Hán Hoàng Đế, có ý muốn chiếm luôn đất Giao Châu đặng cho có đủ thế lực mà chống cự với nhà Lương. Mai đến năm Đinh Sửu, năm 917, tiết đặc sứ Giao Châu là Khúc Hạo mất, truyền nghiệp lại cho con là Khúc Thừa Mỹ. Thừa Mỹ không noi theo ý cha mà lo giao hảo với Lưu Cung, lại cầu phong với nhà Lương. Lưu Cung lấy cớ ấy mà hờn Khúc Thừa Mỹ, nên đến năm Quý Mùi, năm 923, sai tướng Lý Khắc Chánh đem binh qua đánh bắt được Khúc Thừa Mỹ giải về Phiên Ngung, rồi lại sai Lý Tấn với Lý Khắc Chánh về tàu, rồi tự xưng là tiết đặc sứ Giao Châu. Từ ấy Lưu Cung hờn càng sâu, oán càng nặng, thường có ý muốn cử binh thâu đoạt bờ cõi, nhưng vì sợ Dương Dương Nghệ trí cao tài giỏi nên không dám giấy động can qua. Chừng nghe Kiều Công Tiện đã giết Dương Dương Nghệ mà cướp quyền thì vỗ tay cười ngất mà nói rằng: Đất Giao Châu nay mai gì ắt sẽ về tay ta nữa rồi. Lưu Cung liền lo chỉnh tướng binh mã đặng thừa dịp qua đánh lấy Giao Châu. Chẳng về cách vài tháng sau lại nghe Ngô Quyền khởi binh đánh Kiều Công Tiện mà báo thù cho Dương Dương Nghệ. Lưu Cung muốn thừa dịp lưỡng bạn tương trì, kéo binh liền qua Giao Châu làm ngư ông mà thủ lợi. Xin giải thích lưỡng bạn tương trì, viết chính xác là bạn vượt tương trì, ngư ông đắc lợi, tức là trai cò đánh nhau, ngư ông thủ lợi. Hết giải thích. Nhưng vì có quân thần can gián nói rằng đường qua Giao Châu sơn xuyên cách trở, nếu muốn động binh thì phải sắp đặt lương thảo toàn bị rồi sẽ đi, chứ không nên hốt tốc. Lưu Cung nghe lời bèn dạy chư tướng dẫn lương đem tích trữ dọc theo đường qua Lục Châu, đặng chừng giấy binh hễ đi tới đâu thì có sẵn lương ở đó. Việc dẫn lương vừa mới xong thì Kiều Công Hãn qua trao thơ cầu cứu, xem thơ lấy làm đắc ý, liền hỏi quần thần rồi định ngày xuất chinh. Công Hãn thấy Lưu Cung sốt sắng thì trong bụng mừng thầm, tưởng Lưu Cung vì tình mình mà xuất binh cứu viện, chớ không dè Lưu Cung đã có ý muốn lấy đất Giao Châu đã lâu, nay nhân dịp Công Tiện cầu cứu xuất binh hữu danh nên mới sốt sắng như vậy. Lưu Cung muốn lấy hoài mà thâu phục Giao Châu, rồi liệu kế gìn giữ đời đời, nên nhất định ngự giá thân chinh. Lưu Cung hạ chỉ sai Thái tử Hoàng Tháo làm chánh tướng, Lý Khắc Chánh làm phó tướng, Lý Khôi là con trai Lý Tấn làm tiên phu, dẫn 10 vị danh tướng với 3 vạn quân đi trước, còn mình sắp đặt chọn người nhiếp chính tại triều, rồi sẽ dẫn 5 vạn binh làm đại đội hậu tập. Lưu Cung lại cầm Công Hãn ở lại đặng làm hướng đạo cho đội hậu tập, chứ không cho đi tiền đạo với Thái tử Hoàng Tháo. Thái tử Hoàng Tháo đắc lệnh liền hiệp với Lý Khắc Chánh và Lý Khôi mà kiểm điểm binh mã, chỉnh bị khí giới, rồi dắt nhau vào bái biệt Nam Hán chúa mà khởi hành. Lưu Cung kêu Hoàng Tháo mà dặn rằng: Đường qua Giao Châu hiểm lắm, mà dân Giao Châu phản phúc không chừng. Lý Khắc Chánh đã có cầm binh đi đánh một lần, rồi lại còn ở đó mà chế trị 6-7 năm, nên lào thuộc địa đồ mà lại thấu hiểu nhân vật. Vậy đi đường hay giao chiến, con đều phải hỏi ý Lý tướng quân, chứ đừng có hốt tốc mà làm bướng hư việc. Ví như có điều chi trắc trở, con phải lập tức sai người trở lại hậu đội mà báo tin cho cha hay, rồi đợi đại binh của cha đến rồi sẽ liệu lượng. Hoàng Tháo còn nhỏ tuổi nên tánh khí tự cao, nghe Nam Hán chúa dạy như vậy lại tâu rằng: Xin phụ vương để mặt con, đừng có lo lắng mà nhọc lông nhan. Con nguyện chiếm hết đất Giao Châu, không để cho phụ vương mà tính.
dặn dò xong rồi cha con tôi chúa từ biệt nhau mà đi. Hoàng Tháo dẫn Tiền Đạo đi được 20 ngày thì kế Lưu Cung dẫn đại binh theo sau. Kiều Công Hãn theo Lưu Cung mà làm hướng đạo cho đại đội, thấy binh tàu thanh thế lẫy lừng, quân đông tướng mạnh, trong lòng mừng không xiết kể, thầm tính rằng hễ Lưu Cung diệt Ngô Quyền giúp ta mà bình định Giao Châu rồi, thì ta cũng nên thần phục Nam Hán để cậy oai thế mà trấn thủ Giao Châu, phụ truyền tử kế an hưởng vinh hoa phú quý. Thiệt là tiểu nhân chỉ biết đồ tư lợi, chi xá quê hương với giống nòi, cầm gương kim cổ mà soi, những điều trông thấy nghĩ thôi ngán ngầm, họ Kiều tán tận lương tâm. Đường đi bộ từ Quảng Châu qua Giao Châu duy có khúc thuộc địa phận Lục Châu là hiểm trở hơn hết, có chỗ phải vòng qua chân núi chứ không có đường băng ngang, còn có chỗ thì phải trèo núi mà qua chứ không đi vòng được. Tuy núi không cao cho lắm nhưng mà qua đèo khó nhọc, nguy hiểm không biết chừng nào, khi thì phải lách mình đi dựa bên miệng hố sâu, nếu sảy bước chắc tan xương nát thịt, khi thì phải vịnh mà leo qua mấy ngọn núi chặn giữa đường, hễ xúc tay thì chắc dập đầu bể óc. Dương Dương Nghệ từ khi đánh đuổi bọn Lý Khắc Chánh và Lý Tấn về Quảng Châu rồi tự xưng Tiết Đạt Sứ, thì sợ người Tàu đem binh qua xâm lấn bờ cõi nữa, nên sai hổ tướng là Dương Kiết Lợi lên trấn thủ Lục Châu, lập ải xây đồn mà ngăn ngừa binh giặc. Dương Kiết Lợi vốn là anh em đồng tông của Dương Dương Nghệ, người tánh tình can trực, lòng dạ anh hùng, nhưng tiếc vì người có sức mạnh mà thôi chứ không có học vững. Viên Nghệ thấy Kiết Lợi táo bạo, bởi vậy sai đi trấn Lục Châu, lại có cấp theo cho một người văn sĩ tên là Trần Khánh, để bình thường thì coi sóc việc văn, còn lúc chinh chiến thì vận trù kế sách. Giả thổ nhân ở Lục Châu thì tụ nhau đoàn ba lũ bảy ở trong rừng núi, hoặc săn bắn mà độ nhật, hoặc đón hành nhân mà giật đồ, chứ không chịu làm ruộng hay là buôn bán như dân ở mấy châu khác. Dương Kiết Lợi đã dốt mà lại nóng nảy, bởi vậy trấn Lục Châu 8 năm trường không có tính giáo hóa thổ nhân, cứ lấy sức mạnh làm oai rồi dùng oai mà trị dân chúng. Thổ nhân tuy sợ nên không dám phá tán gần mấy chỗ có quân của Kiết Lợi đóng, song chúng nó sợ là sợ bề ngoài mà thôi, chứ trong lòng chúng nó không phục chút nào hết. Khi Dương Kiết Lợi được thơ của Ngô Quyền cho hay rằng Dương Duy Nghệ đã bị Kiều Công Tiện thích tử và khuyên phải lo trấn thủ Lục Châu mà ngừa binh Tàu để cho mình khởi binh báo oán, thì anh ta tức giận muốn bỏ Lục Châu kéo binh về Đại La Thành mà đánh Công Tiện, chứ không chịu nghe lời của Ngô Quyền. Trần Khánh theo can gián cắt nghĩa việc lợi hại hết sức, anh ta mới chịu ở lại Lục Châu mà trấn thủ. Tuy Kiết Lợi ở lại mặc dầu, song vì anh ta thương Duy Nghệ thác quan, bởi vậy ngày như đêm cứ vào ra trước cửa ải mà khóc hoài, khóc đã thèm thì uống rượu cho say, rồi gầm hét mắng chửi Kiều Công Tiện ôm sòm. Trần Khánh thấy trong nước biến loạn, sợ Lưu Cung thừa thế đem binh qua mà thâu đoạt đất Giao Châu nữa, còn Kiết Lợi vô trấn chỗ yếu địa mà không lo tính chi hết, cứ ồ ào than khóc hoài, thì anh ta lấy làm lo sợ lắm. Anh ta thầm nghĩ nếu Lưu Cung khởi binh chinh phục Giao Châu thì nó dắt binh đến 5-3 vạn, còn binh của mình ở bên Lục Châu không đầy 5,000 người, thế thì sao cự địch cho nổi. Bởi vậy anh ta mới khuyên Dương Kiết Lợi phải chiêu mộ thổ nhân mà giúp đỡ. Kiết Lợi nghe lời, sai người đi cắt máng mà khuyên dụ, nhưng vì thổ nhân không cảm đức quan trấn, bởi vậy khuyên dụ hết sức mà chúng nó cũng không chịu ra đầu quân. Kiết Lợi thấy vậy nổi giận, mới sai quân đi khắp trong châu, đặng hễ gặp đàn ông tráng kiện thì phải bắt hết đem về làm lính, ai không chịu thì chém đầu. Thổ nhân sợ chết cực chẳng đã, họ phải đầu quân, kể hết thảy được 5,000 người, cộng với số binh Giao Châu dẫn lên cũng gần 1,000. Trần Khánh đã lo mộ binh thêm, lại còn lo thám thính tình hình của giặc nữa, nên lén Kiết Lợi mà sai người Tâm Phúc giả dạng con buôn đi qua Phiên Ngung đặng dò coi động tĩnh thế nào rồi về báo cho mình phòng bị. Bữa nọ người đi thám về báo tin rằng Lưu Cung sai lính vận lương tích tụ dọc theo đường từ Phiên Ngung qua Lục Châu, chẳng biết có ý gì. Trần Thánh nghe nói cả kinh, lật đật vào trướng tỏ lại cho Dương Kiết Lợi nghe. Kiết Lợi đưa ngồi uống rượu, nghe Trần Khánh nói thì cười ngất mà đáp rằng: ông sợ thằng Lưu Cung hay sao mà ông lo lắm vậy? Binh tướng nó đã bị ta đánh một lần, thất kinh kéo nhau chạy về Tàu như chuột, đâu dám léo qua nữa mà sợ. Mà dí dầu chúng nó có qua đây nữa thì ta đánh một lần nữa chơi, đặng cho chúng nó biết sức ta. Việc giặc giả mà ngài nói như chuyện chơi, tôi nghĩ hễ người Tàu qua chuyến này thì chắc sau cũng binh đông tướng giỏi. Nếu ngài không lo đề phòng, tôi sợ e ngày sau nước tới chôn rồi nhảy không kịp. Hừ, chúng nó thế lực bao nhiêu mà phải lo, ông khá an tâm, để đó mặc ta.
Trần Khánh thấy Kiết Lợi nói cứng hoài chứ không định kế chi mà trừ giặc, nghĩ nói nữa cũng không ích gì, nên lui về dinh nằm vào dầu ăn ngủ không được. Cách chừng một tháng sau, người Tâm Phúc đi mật thám bên Phiên Ngung lại về, nói nữa rằng có Kiều Công Tiện sai con là Công Hãn qua cầu cứu với Lưu Cung, nên Lưu Cung sai Thái tử Hoàng Tháo cử 3 vạn đi trước qua Giao Châu, rồi Nam Hán Chúa sẽ dẫn đại binh theo sau. Trong 2-3 bữa nữa, đạo binh của Hoàng Tháo sẽ tới Quan Ngãi. Trần Khánh nghe nói lật đật chạy vào trướng mà tỏ lại cho Kiết Lợi nghe nữa. Kiết Lợi chẳng có chút gì lo sợ, cứ rót rượu uống rồi nói quẩn đãi rằng: nếu chúng nó muốn nạp mình thì qua đây, dẫu binh chúng nó còn 10 vạn ta cũng không sợ, chẳng luận là 3 vạn. Sáng bữa sau, Kiết Lợi cho đòi Trần Khánh đến bàn tính, rồi phân ra Trần Khánh thì lãnh 5,000 binh qua Mậu Lâm Sơn mai phục đặng chờ giặc mà đánh. Giả đường qua Lục Châu đến khúc Mậu Lâm Sơn thì hiểm trở lắm, bên tay mặt thì hố sâu thâm thẳm, còn bên tay trái thì đá dựng đứng sững. Đã vậy mà đường eo hẹp, phải lách mình mà đi, nếu rủi sẩy chân ắt sẽ té xuống hố xương tan nát thịt. Kiết Lợi dẫn quân lên núi rồi dạy đống cây chặt khúc chất dài trên đường đi ấy, chờ binh Hoàng Tháo kéo tới thì quăng gỗ xuống đặng cho binh giặc rớt xuống dưới hố. Kiết Lợi sắp đặt xong rồi, cách một ngày thì thiệt quả có binh của Hoàng Tháo kéo tới. Tướng tiên phong là Lý Khôi dẫn một đạo binh đi trước chừng 5,000 người. Khi tới Mậu Lâm Sơn thấy đường hiểm trở thì cười mà nói rằng: nghe nói tướng trấn thủ Lục Châu là tay hào kiệt, mà chỗ này nó không phục binh đặng chặn đường, thế thì tướng ấy không có tri lượng cho lắm. Nói vừa dứt lời thì nghe trên núi binh ó vang rân, rồi gỗ ở trên thình lình lăn xuống coi rất gớm ghiếc. Binh của Lý Khôi kinh tâm tán đẫm, ùng xô nhau giành đường mà chạy, lộn trở lại, lớp thì bị gỗ lăn, lớp thì lấn nhau, nên té nhào xuống hố la khóc nghe rất thảm thiết. Lý Khôi đi giữa trở lại không kịp, nên cũng bị gỗ lăn rớt xuống hố như quân lính vậy. Những quân thoát khỏi kể lối 500 người lật đật dắt nhau trở lại mà báo tin cho Hoàng Tháo hay. Hoàng Tháo với Lý Khắc Chánh nghe báo cả kinh, không dám đi tới nữa, liền đóng binh lại rồi sai người đi dò thám. Quân thám về báo rằng Dương Kiết Lợi đóng binh trên núi Mậu Lâm, nhiều ít không biết, song mỗi khúc đường chẹt đều có treo gỗ, hễ giặc đi ngang thì dứt gỗ cho lăn xuống đè chết, bởi vậy phải đánh đường khác mà đi, chứ không thể nào cho binh qua đường Mậu Lâm Sơn được. Lý Khắc Chánh nghe nói ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi bàn tính với Hoàng Tháo mà viết một tờ hịch gửi lên cho Kiết Lợi, nói rằng bởi Kiều Công Tiện vô đạo, thích tử quan tiết đặc sứ mà cướp quyền, nên Nam Hán Chúa phải cử binh vấn tội Công Tiện, rồi sẽ lập con Dương Duy Nghệ lên làm tiết đặc sứ, chớ không có ý đoạt đất Giao Châu, và khuyên Dương Kiết Lợi chẳng nên chống cự, hãy dẫn binh ra nghinh tiếp, rồi hiệp nhau mà công phá Kiều Công Tiện. Dương Kiết Lợi tiếp được tờ hịch của Hoàng Tháo, bèn hỏi trong quân coi ai hay chữ, mới dạy đọc rồi cắt nghĩa cho mình nghe. Chừng hiểu rõ tờ hịch rồi thì trong lòng thấy bối rối, không biết liệu lẽ nào. Anh ta có nhớ rằng Ngô Quyền có gửi 2-3 bức thơ mà căn dặn phải giữ gìn Quan Ải cho chặt, đừng để binh Tàu nhập giới, đặng cho Ngô Quyền thông thả mà trừ Kiều Công Tiện. Này Thái tử Hoàng Tháo lại nói mình cử binh qua Giao Châu là vì Dương Duy Nghệ mà báo thù, chứ không phải có ý chiếm đoạt bờ cõi. Hai người nói thế, vậy nay phải nghe theo Ngô Quyền hay là phải nghe theo Hoàng Tháo? Nếu nghe theo lời Ngô Quyền, cứ ngăn quan bế ải thì binh Tàu không thể nào qua được. Nhưng mà nếu Hoàng Tháo có thiệt ý tốt, quyết qua Giao Châu đặng giúp với ta mà trừ Kiều Công Tiện, nếu ta chống cự thì chẳng những là ta phụ thịnh tình của chúa Nam Hán mà thôi, mà ta lại còn làm mất tay chân của ta nữa. Dương Kiết Lợi suy đi nghĩ lại, nửa muốn nghe lời Ngô Quyền mà chống cự, nửa lại muốn kéo binh xuống núi mà hội diện với Hoàng Tháo. Chiều bữa ấy, anh ta mới sai một tên quân cầm tờ hịch trở về thành Lục Châu đưa cho Trần Khánh xem, rồi hỏi ý Trần Khánh coi phải liệu lẽ nào. Trần Khánh xem tờ hịch rồi muốn viết thơ mà khuyên Kiết Lợi phải cự địch, xong nhớ lại Kiết Lợi không biết chữ nên không viết thơ, mới kêu một tên quân Tâm Phúc mà dạy phải lập tức đến Mậu Lâm Sơn tỏ cho Kiết Lợi biết rằng những lời trong tờ hịch đó là lời giả dối. Bởi vì khi trước Dương Duy Nghệ chiêu mộ nghĩa binh đánh đổ binh tướng của Nam Hán Chúa về Tàu, cái thù ấy mấy năm nay Lưu Cung chưa trả được, chẳng có lý nào ngày nay nó cử binh đi đánh Kiều Công Tiện mà báo thù dùm cho Dương Duy Nghệ. Huống chi ta có được tin báo rằng Kiều Công Hãn đi qua Phiên Ngung cầu cứu, thế thì chắc Hoàng Tháo muốn dùng mưu gạt ta đặng nhập biên cương cho dễ, rồi trước nó đánh binh ta, sau nó đánh luôn Công Tiện mà thâu đoạt cõi bờ. Vậy phải giữ gìn cho chặt, chứ không nên nghe lời giả dối mà lầm. Dương Kiết Lợi nghe lời Trần Khánh nói nhắn rõ ràng như vậy mới hết nghi ngại nữa, nên đốc quân canh giữ nghiêm ngặt, không để cho binh Tàu qua đèo được.
Lý Khắc Chánh thấy kế không thành mới bàn tính với Hoàng Tháo rồi nhất định công kích Dương Kiết Lợi. Anh ta sai quân đi vòng theo núi Mậu Lâm xem địa thế coi có đường nào đi lên núi được hay không. Một toán quân đi dọ đường luôn 2 ngày rồi mới về báo rằng sau núi Mậu Lâm chẳng có đường nào khác đi qua thành Lục Châu được. Nhưng mà ở phía tây, cách chỗ binh đóng chừng 1 dặm thì có một đường lên núi. Nếu dò theo đường ấy kéo binh lên đánh Dương Kiết Lợi thì có lẽ qua được. Lý Khắc Chánh nghe nói mừng rỡ hết sức, mới thương nghị với Hoàng Tháo rồi dẫn một đạo binh do đường ấy mà lên núi. Dặn Hoàng Tháo hễ nghe binh mình thắng thì cứ kéo đại binh qua đường có treo gỗ ấy mà thẳng tới dây thành Lục Châu. Lý Khắc Chánh dẫn binh đi, tuy đường gai go xong không thấy phòng bị chi hết thì trong bụng mừng thầm. Chừng Lý Khắc Chánh lên gần đến chỗ Kiết Lợi đóng binh, Kiết Lợi mới hay nên mới lật đật rút binh phía trước đem qua mà chống cự. Tuy Kiết Lợi ở trên cao có thế hơn, giải quân hoặc khiên đá lấp đường hoặc đốn cây mà quăng xuống nên Khắc Chánh kéo binh lên không nổi. Nhưng vì Kiết Lợi có 5.000 binh mà thôi, mà phải chia ra lớp thì ngăn giữ mặt tiền, lớp thì chống cự phía tả, thế lực phân tán, nên nếu chỉ ngăn Lý Khắc Chánh thì được, chứ chẳng có thể nào kéo binh xuống núi mà đánh thối binh Khắc Chánh được. Kiết Lợi lại thấy những thổ nhân mới theo đầu quân đánh giặc không được sốt sắng, còn phía mặt tiền coi thế an tịnh, binh giặc không tính kéo qua đường đó nữa, mới rút hết 4.500 binh giao châu đem qua cự với Khắc Chánh, còn để 500 thổ nhân ở phía mặt tiền giữ cầm chừng đó mà thôi. Lý Khắc Chánh thấy binh Kiết Lợi càng ngày càng thêm đông, nghi Kiết Lợi đã bỏ trống phía trước, mới truyền lệnh cho quân sĩ phải ráng sức chống cự, rồi sai người đem thơ về đại trại khuyên Hoàng Tháo thừa lúc ban đêm lén dẫn quân núp mà qua núi đặng kéo tới đánh lấy thành Lục Châu. Hoàng Tháo nghe lời, ban đêm nhổ trại kéo binh đi tới. 500 thổ nhân ở trên núi coi giữ đường ấy, tuy có lệnh của Dương Kiết Lợi dặn hễ thấy binh giặc kéo qua thì phải dứt gỗ cho lăn xuống, song chúng nó không phục Kiết Lợi nên không thèm canh giữ, ban đêm cứ bỏ ngủ hết. Bởi vậy cho nên Hoàng Tháo kéo binh đi an tịnh như qua chỗ không người, chẳng có điều chi ngăn trở hết. Hoàng Tháo kéo đại binh thẳng rít qua Lục Châu. Trần Khánh với 5.000 thổ nhân ở giữ thành nghe tin Hoàng Tháo tới thì kinh tâm tán đẫm, tưởng là Dương Kiết Lợi đã bị giặc giết rồi nên bế thành môn cố thủ không dám đối địch. Hoàng Tháo kéo tới dây thành rồi bắn thơ vào mà nói rằng Dương Kiết Lợi giữ Mộ Lâm Sơn không chịu hàng đầu nên bị phân thây muôn đoạn. Vậy tướng trong thành lập tức mở cửa thành ra nghinh tiếp binh trời, nếu nghịch mạng ắt sẽ đạp thành nát như bình địa. Trần Khánh liền viết thơ sai người Tâm Phúc lén đem về giao châu kiếm Ngô Quyền mà báo tin Dương Kiết Lợi đã tử trận và xin giúp binh đặng ngăn cự Hoàng Tháo rồi nhất định thủ thành chứ không chịu hàng đầu. Trần Khánh căn dặn quân sĩ phải ráng mà gìn giữ quan ải đặng chờ binh của Ngô Quyền ứng tiếp, chẳng dè thổ nhân tùng quân không có lòng trung thành. Đêm ấy lén Trần Khánh mở bắt môn cho binh giặc vào, chừng Trần Khánh hay thì binh của Hoàng Tháo đã vào trong thành đông rồi. Trần Khánh ngồi trong tướng nghe báo thì tức giận nói không ra tiếng. Anh ta dòm thấy Hoàng Tháo dẫn quân xông vào dinh, nghĩ mình là văn sĩ không thể đối địch cho được, song không chịu hàng đầu mà cũng không chịu để cho giặc giết, nên rút gươm ra rồi cắt cổ mà chết. Hoàng Tháo lấy thành rồi liền chiêu tập binh mới hàng đầu, hỏi ai muốn theo hay là về xứ cũng được. Mấy ngàn binh thổ nhân đều xin cho về nhà chứ không ai chịu theo Hoàng Tháo hết. Hoàng Tháo lại sai tướng là Lâm Quảng dẫn 3.000 binh trở lại Mộ Lâm Sơn tìm đường lên núi ứng tiếp với Lý Khắc Chánh. Dương Kiết Lợi cứ lo đánh với Lý Khắc Chánh, không về Hoàng Tháo đã lấy thành Lục Châu rồi. Chừng ngó thấy Lâm Quảng dẫn binh tàu đi theo đường mà mình đi hôm trước lên núi, không hiểu binh ở đâu mà đến đó được, trong lòng lấy làm bối rối, nghĩ nếu mình trì quẩn ở cự với Khắc Chánh thì chắc chẳng khỏi bị vây, nên rút binh đem qua đánh với Lâm Quảng, tính vẹt đường mà trở về Lục Châu. Lâm Quảng đốc quân cản lộ, hai bên hỗn chiến với nhau trên triền núi rất kịch liệt. Kiết Lợi thấy binh mình không qua khỏi mà sau lưng Lý Khắc Chánh lại kéo binh gần tới nữa, nên nổi giận hét lên một tiếng rồi cầm gươm xông vào đạo binh tàu, gặp ai giết nấy, không tên quân nào dám chống cự. Lâm Quảng thấy Kiết Lợi hùng hào liền xốc tới mà đánh nhau một hồi. Kiết Lợi đưa gươm vừa muốn chém, Lâm Quảng né mình mà tránh lưỡi gươm, rủi trợt chân té nhầm một hòn đá lớn bể đầu chết tốt. Binh tàu tán loạn, Kiết Lợi đốc quân rượt chém, may nhờ đạo binh của Lý Khắc Chánh đuổi theo kịp xông vào giải cứu. Kiết Lợi thấy thế giặc mạnh lắm nên không dám địch, mới rút binh xuống núi mà chạy về thành Lục Châu. Về tới cửa thành thấy trên thành treo cờ Nam Hán, Dương Kiết Lợi cả kinh lật đật rút mà chạy nữa. Vừa mới thối lui bỗng nghe trên thành trống giống in ỏi rồi binh kéo ra mà rượt. Kiết Lợi chạy được một khúc đường lại thấy hai bên phục binh xông ra mà đánh. Kiết Lợi ráng sức xông đột vẹt đường mà chạy, nhờ đường rừng rậm rợp mà binh tàu không thuộc
nên Kiết Lợi mới thoát khỏi được. Lý Khắc Chánh thâu lặc tàn quân của Lâm Quảng, nghe nói Hoàng Tháo đã hạ thành Lục Châu rồi nên mới cho binh ứng tiếp, thì mừng không xiết kể, bèn nhập binh của Lâm Quảng lại với binh của mình, rồi dắt hết qua Lục Châu vào ra mắt thái tử Hoàng Tháo. Hoàng Tháo nhất diện sai người đem thơ về thành Đại La mà báo tin cho Kiều Công Tiện hay rằng mình đã đuổi Dương Kiết Lợi chạy mất và đã lấy thành Lục Châu rồi. Nhất diện chọn tướng ở trấn Lục Châu, rồi mới thương nghị với Lý Khắc Chánh mà kéo đại binh thâm nhập đất Giao Châu. Hết tập 3, còn tiếp.